Có ai thắc mắc người Kinh ở bản thì sẽ sống như nào không? Cả nhà có thấy cái khung cảnh nó khác mọi ngày không ạ? Vâng, hiện tại thì em đang ở Sapa đây và để chăm sóc cái vườn mai đào để có thể phục vụ kịp Tết cho mọi người chơi Tết luôn. Và nhân tiện thì em sẽ chia sẻ về cái cuộc sống và cái story em nấu ăn luôn ở trên vùng cao này để cho các bác xem nhá. Cả nhà cùng theo chân em đi chợ để nấu cơm trưa nhá. Cái con đường đi xuống tới chỗ ngã ba đó là người ta sẽ bày bán chợ ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 km thì sẽ gặp cửa hàng rau của người đồng bào. Ở đây thì cái gì mọi người cũng sẽ mang ra bán, có nhà có măng đấy, một cái hàng nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà phải 4-5 chị đấy ạ. Các chị ấy đều bán những cái thứ mà mình có sẵn, và quan trọng nhất là lạnh quá chị lại còn cho em thêm 2 quả cà chua đấy. Cô bán thịt thì miếng thịt rất là tươi ngon này, phải mua thịt để về để cho các bạn ấy ăn còn có sức để còn làm ý. Thì em có mua 2 cân, may quá gặp được một người chị ấy lại cho em đi nhờ, mặc dù là cái xe của chị để chở hàng thôi nhưng mà không sao, em vẫn ngồi được tại vì người ta đã cho mình về nhờ rồi thì là mình đỡ phải đi bộ rồi đúng không ạ. Đi trên đường thì hai chị em cũng có nói chuyện và chị ấy cũng vẫn nhận ra em. Thế là về đến nhà thì em cũng chuẩn bị bắt tay ngay vào việc đó là mình phải nấu cơm. Thì các bạn ở đây, các bạn ấy sẽ chỉ ăn thịt thôi và chỉ có thịt rang thôi. Tại sao lại thế ạ? Thứ nhất là các bạn ấy cũng không ăn nhiều món khác vì các bạn ấy sợ đau bụng. Và thứ hai thì đó là cũng là cái món mà dễ làm. Và ngày hôm nay thì em đã làm 1 cân thịt. Và thịt rang thì rất là dễ đúng không cả nhà? Cũng tẩm ướp thịt. Rồi đến đoạn này thì cái bếp ga nó là một phần mà thực sự đó là cũng là cái hoàn cảnh. Đó, là cái bếp ga nó đang bị hỏng mất một bên và phải mồi lửa. Sau khi mà nêm nếm gia vị xong xuôi thì trời ơi, thơm phức, em đã có ngay một cái chảo thịt rang hành thơm phức luôn. Và bây giờ em sẽ múc ra nhé cả nhà. Cả nhà có nhìn thấy không ạ? Nó bốc khói nghi ngút luôn. Đấy, trời mùa đông như thế này mà ăn cái món gì mà cứ xào xào ấy là thấy nó ngon lắm mọi người nhỉ. Đấy, bây giờ em sẽ làm món thứ hai nhá. Đấy là món giá xào. Đúng là kiểu người ta nói là giá mà xào với lòng thì đấy thì ngon lắm ý. Giá thì em mua cũng không nhiều lắm do là các bạn ở đây các bạn ấy cũng không biết ăn ý, và gần như là mình chỉ có mình ăn thôi. Rồi đến là món rau luộc nhá. Rau luộc thì của vườn thôi nên là ăn rất là ngọt luôn ạ. Đấy, và bây giờ mời mọi người thưởng thức với cả chúng em nhá. Mời nhá. Ăn thử đi xem ngon không. Ngon. Ngon cái gì đây. Nói lại. Con ngon luôn. May mắn là cơm nấu cũng khá là vừa miệng với cả mọi người nên là đều hết đấy ạ. 2 nồi cơm to cũng chỉ có từng này thôi. Em xin được cảm ơn cả nhà và nếu mà được thì cho em xin một tim, một follow nhé.